Xin được gửi lời chào trân trọng đến tất cả quý vị khán thính giả của đài truyền hình Việt TV đang đến với chương trình tin tức buổi tối cùng với anh Khang và Kiều Trâm. Xin chào anh Khang và xin chào quý vị. Thưa quý vị, mở đầu với chương trình tin tức buổi tối là những sự kiện chính đã diễn ra trong ngày. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết EU cần đối thoại thẳng thắn với Nga. Liên minh Âu Châu, EU và Hoa Kỳ sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt nếu Nga không chọn con đường đối thoại. Moldova có thể phải tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng. Tổng thống Biden ủng hộ tổ chức Fed thắt chặt chính sách tiền tệ khi lạm phát gia tăng. Hàng loạt chuyến bay đi Hoa Kỳ bị hủy về kế hoạch mở mạng 5G. Và sau đây như thường lệ sẽ là phần thông tin chi tiết được mở đầu với bản tin thế giới đến từ Kiều Trâm. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết EU cần đối thoại thẳng thắn với Nga. Vào ngày 19 tháng Giêng, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho rằng EU cần đối thoại thẳng thắn với Nga và tìm kiếm một giải pháp chính trị để tháo gỡ những vấn đề căng thẳng song phương có liên quan tới tình hình của Ukraine. Phát biểu khai mạc phiên họp toàn thể tại Nghị viện Âu Châu ở thành phố Strasbourg với tư cách đại diện nước chủ tịch luân phiên EU, ông Macron khẳng định Pháp và Đức muốn tiếp tục tìm kiếm một giải pháp chính trị cho vấn đề về Ukraine thông qua khuôn khổ Normandy mà hai nước này cùng tham gia với Ukraine và Nga. Ngoài ra, ông Macron nhấn mạnh an ninh của toàn khối là một vấn đề không thể chia rẽ. Âu Châu phải xác định tiêu chuẩn an ninh riêng và bảo đảm có được vị thế giúp những tiêu chuẩn an ninh này được coi trọng. EU và Hoa Kỳ sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt nếu Nga không chọn con đường đối thoại. Cũng trong một thông tin liên quan thì mới đây, Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen vào ngày 19 tháng Giêng cho biết Liên minh Âu Châu gọi tắt là EU sẽ ủng hộ đối thoại với Nga nhưng sẽ không chấp nhận âm mưu chia cắt Âu Châu thành các khu vực ảnh hưởng. Chủ tịch Ủy ban Âu Châu cũng tái khẳng định tình đoàn kết của khối này với Ukraine, đồng thời cảnh báo sẽ đưa ra các biện pháp trừng phạt lớn và phối hợp với các đối tác nếu tình hình xấu đi. Cùng ngày, thì Thủ tướng của Đức là Olaf Scholz cũng tái khẳng định lập trường chung của các nước Liên Âu rằng sẽ không để xảy ra tình trạng dùng vũ lực nhằm thay đổi các đường biên giới ở Âu Châu. Trước đó, thì Thủ tướng Đức Quốc đã để ngỏ khả năng sẽ dừng dự án Nord Stream 2 nếu Nga tấn công Ukraine. Moldova có thể phải tiếp tục ban bố tình trạng khẩn cấp về năng lượng. Ngày 19 tháng Giêng, chính phủ Moldova thông báo sẽ đề nghị với Quốc hội về việc ban bố tình trạng khẩn cấp trong lĩnh vực năng lượng sau khi không thể thuyết phục tập đoàn khí đốt Gazprom của Nga điều chỉnh lùi lịch thanh toán trong tháng này. Thủ tướng Natalia Gavrilita xác nhận phía Gazprom thông báo sẽ dừng cung cấp khí đốt nếu như Moldova không thực hiện khoản thanh toán đúng hạn vào ngày 20 tháng Giêng. Theo Phó Thủ tướng Andrei Spinu, Moldova có thể đáp ứng 38 triệu Mỹ Kim trong tổng khoản thanh toán 63 triệu Mỹ Kim. Chính phủ Moldova sẽ đề nghị Quốc hội nước này xem xét về việc ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia trong lĩnh vực năng lượng. Trước đó, thì Moldova đã ký thỏa thuận với Gazprom về việc cung cấp khí đốt trong 5 năm kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2021. Và theo thỏa thuận, Moldova phải thanh toán vào ngày 20 hàng tháng. Tổng giám đốc của WHO cảnh báo không nên xem nhẹ biến thể Omicron. Kính thưa quý vị, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định phải mất thời gian dài nữa thì đại dịch COVID-19 mới có thể kết thúc, đồng thời bác bỏ quan điểm cho rằng biến thể Omicron không gây ra nguy cơ cao. Người đứng đầu của tổ chức WHO cảnh báo không nên xem nhẹ biến thể Omicron vốn lây lan nhanh kể từ tháng 11 năm ngoái. Hiện đang có luồng ý kiến cho rằng biến thể Omicron có khả năng lây lan nhanh hơn so với các biến thể trước, nhưng dường như ít gây bệnh nặng. Điều này đã làm dấy lên cuộc tranh luận liệu COVID-19 có đang ở thời điểm chuyển từ giai đoạn đại dịch sang bệnh đặc hữu mà con người có thể chung sống với coronavirus hay không. Tuy nhiên, WHO nêu rõ số trường hợp nhiễm mới tăng mạnh đồng nghĩa với việc nhiều người vẫn còn nhiễm bệnh nặng và tình trạng nguy kịch. 14 người đã bị thiệt mạng trong các cuộc không tập của Liên quân Ả Rập. Vào ngày 19 tháng Giêng, một nguồn tin y tế ở Yemen cho biết đã có 14 người thiệt mạng trong các cuộc không tập của Liên quân Ả Rập do Saudi Arabia dẫn đầu khi diễn ra cùng ngày nhằm vào nhóm vũ trang Houthi tại thủ đô Sana'a của Yemen.
Những cuộc không tập này diễn ra sau các vụ tấn công bằng hỏa tiễn đạn đạo và máy bay không người lái của Houthi tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ngày 18 tháng Giêng, làm 3 người thiệt mạng. Theo hãng tin Sabah của Houthi, thì trong số những người thiệt mạng do các vụ không tập của Liên quân Ả Rập có một thủ lãnh của lực lượng này. Trước đó, truyền thông UAE đưa tin 3 xe bồn chở dầu trong khu kỹ nghệ tại thủ đô Abu Dhabi của nước này đã phát nổ sau khi bị tấn công bằng phi cơ drone cỡ nhỏ. Liên Hiệp Quốc đã kêu gọi các phe phái chính trị tại Libya tổ chức các cuộc bầu cử. Kính thưa quý vị, Tổng thư ký của Liên Hiệp Quốc là Antonio Guterres vào ngày 19 tháng Giêng vừa qua đã kêu gọi các phe phái chính trị tại Libya nên làm việc cùng nhau để tổ chức các cuộc bầu cử toàn diện và đáng tin cậy càng sớm càng tốt, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải rút tất cả các lực lượng ngoại quốc và lính đánh thuê ra khỏi lãnh thổ của Libya. Trong một báo cáo trình Quốc hội Bảo an Liên Hiệp Quốc thì ông Guterres nói rằng tất cả các bên liên quan ở Libya phải cam kết tập trung vào công tác tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội tự do, công bằng, toàn diện và đáng tin cậy càng sớm càng tốt. Tổng thư ký Guterres cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải tạo ra các điều kiện chính trị và an ninh cần thiết để tổ chức các cuộc bầu cử tổng thống và quốc hội càng sớm càng tốt, đồng thời kêu gọi các bên hành động phù hợp với luật pháp Libya để tổ chức các cuộc bầu cử trong một môi trường an toàn và hòa bình với sự tham gia đầy đủ và bình đẳng của phụ nữ và thanh niên. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết Nhật Bản và Pháp bàn việc mở rộng hợp tác quốc phòng. Các bộ trưởng ngoại giao và quốc phòng của Nhật Bản và Pháp vào ngày 20 tháng Giêng có cuộc họp bàn về việc mở rộng hơn hợp tác an ninh tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương trong bối cảnh mà hai bên cùng lo ngại về sức mạnh quân sự ngày càng lớn của Trung Quốc và sự phát triển của chương trình hỏa tiễn của Bắc Hàn. Theo thông báo của Nhật Bản, Ngoại trưởng Yoshimasa Hayashi và Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi họp với hai người đồng cấp Pháp thông qua hình thức hội nghị truyền hình. Pháp vẫn còn những lãnh thổ hải ngoại về lực lượng đồn trú tại khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, nơi căng thẳng ngày càng tăng nhiệt về những đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc đối với các đảo và Bắc Hàn liên tục phóng hỏa tiễn. Vừa rồi là phần tin thế giới và Á Châu. Sau một vài thông tin thương mại, chúng tôi sẽ quay trở lại với phần tin Hoa Kỳ.